xin kính chào khán giả đang đến với chương trình In Your Skin với Forever Be More. Quý vị có thể tìm được những sản phẩm làm đẹp da cũng như chăm sóc sức khỏe uy tín đến từ các nước Nhật, Đức và bên Mỹ do chính công ty Forever Be More cung cấp. Và cũng tại chương trình In Your Skin, và chị AB và chị Jennifer sẽ uh, gửi đến cho quý vị những cái tip, những cái bí quyết làm đẹp để cho quý vị có thể am hiểu hơn về sức khỏe của mình cũng như cái làn da của quý vị một cách an toàn và tuyệt đối nhất. À thưa quý vị, à, phụ nữ trên tuổi 25 đó thì lúc đó cái, th cái cơ thể mình thay đổi rất là nhiều và rất là quan trọng là mình cần săn sóc kỹ từ trong ra. Tại vì nếu mà mình không có giống như uh, trong cái giai đoạn này nếu mà mình không có uống những cái uh, cái cái thực phẩm hoặc là những cái vitamin mà nó là khiến cho cái làn da mình uh, giữ giống vậy đó thì uh, mình sẽ thấy là nó thay đổi rất là nhiều right, uh -huh. vậy Bình thường đó khi mà phụ nữ trở thành um, trở không phải trở thành. Trời em nói <laughs> gì vậy? Không phải trở thành mà là khi mà phụ nữ bước qua uh -huh. tuổi 25. Thưa quý vị thì bắt đầu một ngày ngủ dậy giống như là EV chưa tuổi 25 mà cũng bị rồi. Là ngủ dậy một ngày nọ nhìn vào gương nói trời đất ơi sao lại có nếp nhăn ở trên trán rồi ở dưới đuôi mắt. Có nghĩa là yeah những cái 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 thời gian đó là những cái cơ địa cái tuần hoàn ở trong cái cơ thể ừ. của mình nó thay đổi và những cái nếp nhăn bắt đầu hàng hàng đi thì yeah. ở trong cái show lần trước đó AV cũng đã chia sẻ với quý vị là lý do vì sao mà da của chúng ta càng lớn tuổi thì nó lại càng nhăn nó không còn thanh xuân như bây giờ nữa <laughs> tại vì do thiếu uh -huh. collagen. À, thưa quý vị, da khô, da bị nóng hoặc là da bị giảm đó à, cũng bắt đầu xuất hiện trong cái à, lứa tuổi này nữa. Mm. Um, so hôm nay Jennifer và Evie sẽ chia sẻ với quý vị là những cái supplements nào, những cái thành phần nào mình có thể uống vào để nó giúp làm đẹp da từ trong ra. Vâng, supplement là gì, thưa quý vị? Supplement đó, nói, nói hôm nay qua tiếng Việt gọi là thực phẩm bổ sung cũng có thể gọi là thực phẩm chức năng thì những cái thực phẩm bổ sung và những phẩm chức năng á nó có thể uh, cung cấp cho quý vị những cái lượng vitamin mà cơ thể của chúng ta không ăn uống được đầy đủ tại vì AV biết có những người ở Mỹ người ta không có đủ điều kiện điều kiện ở đây không phải là tiền mà điều kiện thời gian Đúng chúng ta bia gì quá không có thời gian để nấu những cái bữa ăn đầy đủ vitamin cho gia đình hoặc là cho bản thân thì mọi người hay đi ra Costco cũng như đi ra những cái beauty supply để mua những cái thực phẩm chức năng giống như là uh, woman once a day yeah. uh, hoặc là những cái uh, nutrition giống như là rau củ quả mà người ta đóng gói thành bịch đó thành bột <laughs> rồi mình về mình uống nhưng mà nói đi cũng phải nói lại trong nước mỹ đó chị em biết không cái thành phần cái supplement mà được nhiều người mua nhất được yes. nhiều người ưa chuộng nhất. Em mm -hmm. đối cho Jennifer đó là cái 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 sản phẩm nào? đó. là sản phẩm gì? Phải là phải collagen không? Không, là cái thật sự ai cũng nghĩ tới collagen đúng không? Yes. Nhưng mà phụ nữ luôn nghĩ tới sợ mập. <laughs> yes. Thì là cái cái sản phẩm mà được yêu chuộng nhất mm -hmm. trên cái 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 thị trường mà uh... là đó là thuốc giảm cân. Yes. Mặc dù yeah. là biết có những cái source không mm -hmm. được kiểm chứng dạ, yes. thưa quý vị có rất là nhiều thành phần ở ngoài thị trường, quý vị đi Costco, đi High Target thì mình thấy là nguyên một cái giải supplements không, à, thì thành phần chính trong cái video supplement mà thường có mà quý vị nên tìm hiểu thêm về đó, và hôm nay Jennifer và Evie sẽ chia sẻ với quý vị đó, cái đó là uh, collagen peptide có là Q10 là giống như CO Q10 collagen, à, cái này là tốt cho cái um, tim mạch, tim mạch của mình. À, có một cái nữa là vitamin e, vitamin c và beta carotene. À, thì collagen peptide đấy quý vị à, theo cái um, quá từ um, theo research đó, của trường đại học kanazawa đó, từ bên nhật bản đó là collagen peptide là một cái lựa chọn mà nó có thể cải thiện cái nếp nhăn quanh uh, mặt cho mình uh, thì collagen peptide quý vị biết rồi nó nó giúp collagen là trong cái làn da của mình nó đã có rồi nhưng mà mình càng lớn tuổi đó thì cái chất nó nó càng yếu đi và nó không có ờ um, uh, giữ lại cho nên là nó yes. sẽ bị rời rạc qua mình, da mình sẽ bị Dạ, yeah, So khi mà quý vị đến qua cái tuổi 25 rồi đó mình nên đầu tiên là tìm đến những cái supplement collagen để nó bổ sung lại cái collagen trong cái làn da mình hiện đang có. Nói đi cũng phải nói lại, ai cũng nghĩ là những cái em em thấy ngoài bây giờ cô chú lớn tuổi là hay uống những cái thuốc giống như là những cái supplement giống như là ờ uh, 아 <목소리법> đông trùng hạ thảo yes. hoặc là make up drink là full uh -huh. nhưng mà thật sự em vì nghĩ cái collagen là cái quan trọng nhất tại vì collagen nó giúp cho được cho sức khỏe của mình tùy theo cái loại collagen nó có những cái gì mà quý vị lựa chọn thì cái collagen peptide này ở trong đây nó có cái coenzyme Q10 gọi là CoQ10 là cái mẹ vì nghĩ là em vì thích nhất ở trong cái sản phẩm này vì nó có thể giúp cho cái hệ tim mạch cũng như là gan hoặc là à, thận của quý vị những cái nội tiết tố ở trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta không có đào thải ra được đó thì collagen sẽ giúp cho quý vị à, có thể cải thiện được những cái chức năng ở trong cơ thể mình tốt nhất tốt ừ. hơn và collagen còn làm cho đẹp da và giúp cho kích dính collagen elastin cũng như là hyaluronic acid lại với nhau nữa. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, à uh, thưa quý vị, một cái nữa là vitamin E và vitamin C. Những cái sản phẩm này là có trong cái nước uống collagen của công ty Forever Be More thì hai cái thành phần này nó giúp là tạo những cái antioxidant cho cái làn da của mình và nó tăng cái năng lượng của cái làn da để khi mà mình ra cái môi trường mà nó bị stress nhiều, ánh nắng nhiều vô uh, thì mình có thể bảo vệ cái làn da của mình bề ngoài được. À uh, thưa quý vị, collagen thì nó có rất là nhiều tác dụng. Uh, thì công ty Forever Be More Evermore đó thì đã ra trong thị trường hơn 10 năm rồi. Cái nước uống collagen drink từ bên Nhật Bản thì một hộp vậy đó là có 8 chai trong đó. À, hồi đó giờ thì công uh, ty phải mô có lại collagen vàng. À, thì cái này là tới 20.000mg, à, đúng ra là 20.886mg của cái chất collagen Loại cao cấp, chiết xuất từ con cá salmon hoặc red snapper à, Và hôm nay nữa Jennifer cũng muốn chia sẻ với quý vị là một cái mà đặc biệt cho những gì mà họ bị là da nám hoặc là lão hóa lâu năm rồi Thì cái collagen đỏ đó gọi là uh, uh, with Salmon Caviar Peptide giá một hộp vậy là 180 chục đồng Thì hai cái sản phẩm này hôm nay nếu mà quý vị điện vào cái số 888-933-7624, công ty Forever Remore có nhiều những cái chương trình rất là đặc biệt à, giống như collagen uh, caviar nếu mà quý vị mua ba hộp hôm nay quý vị được tặng là một cái thuốc viên nhau thai cô cũng từ nhật bản qua à, và thêm nữa đó là à, cái mặt nạ đi những ẩm cái làn da của mình trị giá tới 30 đồng và thêm một cái à, uh, um, water bottle của công ty Forever Be More thì cái này nếu mà mình là một người phụ nữ mà da mình bị lão quá năm, năm rồi hay là da mặt mình nó bị um, nám hay là không có điều màu da cái bộ này chung với lại cái Glamour Beauty Drops à, và lại cái nước uống Collagen Caviar trong vòng 3 tháng quý vị sẽ thấy kết quả tốt nhất và bắt đầu mình có thể trị những vết nám từ trong ra vâng thưa quý vị uh, có rất là nhiều cô cũng tìm tới vì với cái hy vọng là có thể chữa được uh, gương mặt yeah. nhưng mà Nghe tới uh, tiền thì hơi chóng mặt <laughs> rồi. Thật sự thì khi mà uh, mua cái gì đó Mà nghe tiền cao quá thì vì cũng hiểu được Tại vì bản thân mình cũng như vậy thôi Thì cảm thấy là không biết là có work hay không Nhưng mà nó dạ, lại đúng. như vậy Thì khi mà quý vị tìm tới công ty Forever Billmore Tất cả những sản phẩm của công ty chúng tôi Đều có những cái sample mà quý vị có thể mang về Để có thể uống thử, dùng thử Và cảm nhận được cái, cái, cái gọi là cái uh, Uh, cái sản phẩm nó work như thế nào và <laughs> đặc biệt á, là cái collagen drink của công ty forever Billmore more rất được ưa chuộng, tôi quý vị gọi là best seller của công ty chúng tôi và cái màu vàng á, ev uống á, thì ev cảm thấy nó chua chua ngọt ngọt nhưng mà vì vẫn thích cái màu đỏ hơn. Tại vì cái màu đỏ ấy vì nghĩ là nó có nhiều cái vitamin hơn, đồng thời là cái chất collagen nó cũng cao hơn nữa. Nó đến 21.000 mg đúng không chị? Dạ yeah, đúng rồi. Uh -huh. Và yeah. cái uh, collagen đỏ này á nó còn có cái peptide ở trong đó là coen coenzyme Q10 nó còn có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa và chống lại những cái chứng bệnh như là ung thư vú nè, tim mạch, tiểu đường thì theo nghiên cứu khoa học thì chúng ta nên dùng 300 mg một ngày nếu chúng ta đang có những cái ung bướu trong người ừ. hoặc là từ 30 cho tới 200 mg một ngày thì một chai collagen cho 2 ngày một chai chúng ta không cần phải uống mỗi ngày chúng ta có thể cắt ra một ngày thưa quý vị quý vị có thể uống xen kẽ với beauty dose beauty dose nó có một cái thành phần là placenta extract nó có thể làm sáng cái vùng da của chúng ta lên thường thì hỏi tại sao mỗi lần mà công ty đưa ra một cái gì đó cũng đưa theo bộ không à không có đưa yeah. từng cái tại vì chúng tôi muốn kết hợp lại để cho quý vị có thể uống và cảm nhận một cái cách tốt nhất tại yeah. vì founder đó là cô nhi cô nhi rất là mê tìm ra được những cái sản phẩm mà gọi là có thể giúp cho quý khán giả và bản thân cô cũng như gia đình cô chị jennifer các nhân viên của cô là ev cũng đã sử dụng những cái sản phẩm và rất là vui khi mà sản phẩm mang lại kết quả rất là cao cho chúng ta. À, thưa quý vị khi mà mình mua những cái beauty supplement á, mình muốn á, là cho nó có tác dụng thì đầu tiên á à, khi mình mua beauty supplement mình phải nên coi lại là nó có thể giúp kích thích cái sản, à, cái sự bổ sung của cái collagen trong đó không? Nó có giúp có thể đàn hồi cái làn da của mình, nó có thể nuôi dưỡng cái làn da của mình có thể giữ độ ẩm trong đó hay không? Và nó có thể quan trọng hơn là có thể chế sự cái lão khóa trong cái làn da của mình. Nếu mà cái sản phẩm quý vị có thể làm hết những cái điều đó đó quý vị nên invest vô và dùng mỗi ngày tại vì thật ra qua cái tuổi 30 nếu mà mình không có bắt đầu săn sóc cái làn da thì nó cũng hơi trẻ rồi à, nhưng mà cũng quá cũng chưa quá muộn không có gì là muộn cả kể cái bốn yes. mươi năm thì quý vị evi khuyên quý vị nên cho làn da của quý vị một cơ hội cũng như là cho bản thân của, của, của quý vị có thể đẹp hơn mỗi ngày Yeah. Thưa quý vị thì bây giờ Jennifer và Evie sẽ chia sẻ với quý vị là các loại thực phẩm uh, chức năng uh, Thì đầu tiên là bổ sung dinh dưỡng Bổ sung dinh dưỡng Có yeah. nghĩa là thực phẩm chức năng đó quý vị Nó được chia ra thành nhiều nhóm Thì cái nhóm đầu tiên mà muốn nói là bổ sung dinh dưỡng Có nghĩa là bổ sung những cái chất cần thiết cho cơ thể uh -huh. Yes Ok còn sau đó nữa đó là bổ sung vitamin tốt nhất Evie có thể chia sẻ thêm về cái đó được không? Uh -huh. Vitamin đó thưa quý vị Ờ... Uh, trong collagen hoặc là trong cơ thể chúng ta chúng ta ăn nhiều rau củ ở đây là để chúng ta có thể cung cấp đầy đủ cái chất fiber cái chất xơ cũng như là các vitamin c vitamin d biotin và đặc biệt là chất sắt thưa quý vị cái iron đó, cái chất sắt nó rất là quan trọng nó cung cấp đầy đủ cho cơ thể các loại vitamin còn thiếu tại vì nó có thể giúp cho quý vị chống lão hóa gọi là chống oxy hóa da của chúng ta chúng ta đi đâu cũng phải tiếp xúc với những thứ như là có bị oxy hóa đặc biệt là trong môi trường làm việc làm neo nè là những cái hóa chất nó làm cho chúng ta lão ừ. hóa da của chúng ta lão hóa và cái cái, cái 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 đường thở của chúng ta nó không được tốt thì yeah. mình cần phải sử dụng những cái sản phẩm nào nó có đầy đủ cái vitamin không cần phải sử dụng quá nhiều chỉ cần đầy ừ. đủ à, và quý... trong cơ thể là được dạ yeah, thưa quý vị nếu mà mình không có câu hỏi để mua những cái vitamin ở ngoài drugstore thì quý vị có thể cũng ăn những cái thân phẩm À, thực phẩm vô Thì giống như à, collagen Nếu mà quý vị không có mua collagen được Thì quý vị có thể làm là bone broth ở nhà à, Hoặc là quý vị à, Một cái mà Jennifer muốn chia sẻ là Có lúc đó, là cái làn da của mình Không phải là mình không có chăm sóc kỹ Nhưng mà có lúc là tại genetics à, Có thể là à, mẹ mình Hay là bà ngoại mình Hay là ông cố mình Có cái loại da gì đó, đó Thì tới Máu của mình thì nó lại bị ảnh hưởng Và em hỏi chị Jennifer Chị, chị Jennifer nói genetic Vậy mình có fix cái genetic đó được không? Mình có thay đổi cái genetic đó được I mean genetic là mình thay đổi cũng không có được rồi Phải không quý vị? Nhưng mà nếu mà mình biết trước đó, Mình có thể đi bác sĩ Hoặc là bây giờ nó có rất là nhiều test ở ngoài Mà mình phun nước miếng vào và Mình thử <laughs> Thì mình có thể lấy mấy cái đó Và mình có thể tìm hiểu thêm về cái sức khỏe của mình Để mình biết cách nào mình có thể săn sóc tốt hơn à, Nhưng mà lúc nào nếu mà mình để ý tới nó rồi Mà mình biết Um, research để cho um, uh, cách để trị nó đó thì nó cũng tốt hay là mình không có biết luôn mm. yeah. nói chung á khi mà uống collagen á quý vị có thể lựa chọn những cái collagen phù hợp hợp với túi tiền của mình cũng được ở đây thì chị jennifer và av giới thiệu đến quý vị sản phẩm của công ty forever view more thôi nhưng mà không có nghĩa ở ngoài đó không có những cái sản phẩm phù hợp với túi tiền và tốt thì quý vị có thể thử và nếu quý vị muốn thử sản phẩm của công ty forever view more thì quý vị luôn luôn có thể gọi vào số điện thoại 888 933 7624 để được các nhân viên tư vấn kỹ càng và cho quý vị xem bộ để quý vị có thể thử hoặc là quý vị có thể biết thêm về những cái tip đặc biệt mà Vì hồi nãy có nhắc tới à, ai cũng muốn giảm cân vậy uống collagen có giảm cân không chị à, thưa quý vị uống nước uống collagen này đó thì đặc biệt của nó không phải là giảm cân nó là làm đẹp cái làn da của mình từ trong ra ngoài nhưng mà cái amino collagen powder cái này là công ty mới ra à, nếu mà quý vị theo dõi công ty lâu rồi đó thì hồi đó công ty có một hộp nhưng mới là một hộp vàng nhưng mà sau này Jennifer thay đổi cái formula để cho nó càng tốt hơn cái packaging càng đẹp hơn cho quý vị thì một hộp vậy nó đi là 30 cối gói thì tùy theo cơ thể của mình mình có thể uống 1 đến hai gói mỗi ngày thì cái này là cái mùi đào rất là thơm ngon và khi quý vị tha, à, pha vô cái nước của mình á, thì nó tan ra luôn à, cái này là mình không có cần dao hay gì mình xé bằng tay thôi Thì cái này là bột trong đây Quý vị có thể pha chung với lại cái nước lạnh của mình Thì Jennifer thích là sáng mình vẫn uống cái ly cà phê của mình right? À, tại vì nếu mà mình thèm cà phê mình phải uống cà phê thôi Chị Jennifer uống cà phê thôi chứ AV không uống cà phê được Thì yeah. AV cứ xé một gói bỏ vào trong cái bình bottle xinh xinh này Tại à. vì khi mà mình uống cái gì đó mình bỏ vô một cái đồ mình nó xinh đẹp Thì mình cũng thấy nó, mình cũng cảm thấy là mình đẹp hơn đúng không quý vị Cái bottle này là một cái, nó bằng glass nó bằng lá thủy tinh rất là cao cấp và trị giá của nó là 18 đồng khi mà quý vị mua hai uh, hộp collagen uh, thì quý vị sẽ được tặng một cái này nhưng mà nếu mà quý vị mua ba hộp amino collagen powder quý vị sẽ được tặng một cái chai uh, bottle này ha mà quý vị còn được tặng thêm một cái sản phẩm đó là placenta extract and collagen beauty dose đây là một cái viên thuốc có thể đánh tan những cái nám những cái sắc tố đen ở trên da của mình uống ở bên trong nhưng mà mình cần phải uống đúng cái nữa. À, hôm trước đó thì Cô Nhi có chia sẻ riêng với em vì là ở trong đây có một cái chất gì đó rất là đặc biệt uh -huh. Mà có thể đánh tay được cái phần nám đúng không chị? Dạ thưa quý vị, so trong cái uh, thuốc viên nho thai cường mà nếu mà quý vị mua cái collagen powder hôm nay Quý vị được tặng đó, thì trong đó nó có chất là đầu tiên là glutathione nó là một cái chất trắng da an toàn Và cái cách nó work cho những người mà bị da nám hay là bị da sạm Là nó đánh vô cái vết nám của mình từ trong ra để từ từ nó mờ đi Thì quý vị sẽ thấy là mình không có cần da, uh, nó không có irritate cái làn da của mình và mình thấy kết quả nó nhanh hơn thì khi cái việc kết hợp cái này à, chung với là những cái sản phẩm kho trình quý vị thấy cái đây đó à, quý vị sẽ thấy là đầu, đầu, tiên là kết quả nhanh hơn và mình có thể làm đẹp da nhiều cách hơn thì ngoài cái chất glutathione ra đó thì nó có là chất nhau thai cụ trong đó và nó có chất cũng có chất collagen nữa thì một hộp vậy nó có là 90 viên thì quý vị uống là một ngày ba viên thôi nhưng mà quý vị nên nhớ là mình không có cần uống qua năm 6 tháng tại vì trong bao hoặc là 3 đến 6 tháng là mình thấy kết quả rồi thì lúc đó làn da mình đẹp thì mình có thể ngừng lúc đó luôn. Mm. Cái mineral powder đó, thì Jennifer thích xài qua năm 6 tháng tại vì nó tạo ra cái uh, năng lượng tự nhiên trong cơ thể của mình uh, thì quý vị uống một cối mỗi ngày là một đến hai cối thì quý vị có thể uống là bữa vào buổi trưa uh, có những chị đó là không có thích cái mùi vị của cái nước thì mình có thể pha cái này vô thì nó bắt một mình uống nước nhiều thế uh, nhiều hơn uh, ngoài cái đó ra không phải là bắt đâu mà là tự động muốn uống nước nhiều hơn. đúng không nó không có làm hay... cho mình khác nó yeah. không có làm cho mình khác nhưng mà tại vì cái nước nó ngon mình lại muốn uống muốn nhiều uống nữa hơn. ngày vì uống hai ba gói thôi yeah. <laughs> tại vì nó chỉ có là năm mg mg thôi đúng không chị đúng rồi cho nên là mình có thể mình uống nước an toàn tại vì quý vị uống một chai collagen uh, peptide hoặc là collagen uh -huh. royal collagen thì nó tới hai mươi mấy ngàn rồi yes uh, so trong cái thời gian mà um, quý vị uống cái này thì uh, một cái như là Jennifer muốn chia sẻ với quý vị là nếu mà mình là uh, đi tập gym mình cũng nên uống một cối trước đó trong thời gian mình tập hoặc là sau cái thời gian mình tập thì trong đây nó có cái chất green tea extract cái này này green tea extract nó giúp là tăng cái một bụng của mình và nó tăng cái metabolism của mình lên. Thường thường cái à, nhiều phụ nữ đó là mình lên cân tại vì cái metabolism của mình á nó yếu đi. À, thì metabolism nếu mà metabolism có nghĩa là cái hệ tiêu hóa đó thưa quý vị. Đúng rồi quý vị, thì nếu mà mình có thể Năng um, um, nâng cái cái cái, cái uh, metabolism của mình lên á thì mình sẽ thấy là mình giảm cân nó dễ hơn và nó kết quả nhiều hơn. Thực sự nó giảm cân thôi nhưng mà thực sự nó là giảm mỡ thưa quý vị. Nó giảm những cái mỡ xấu trong cơ thể tại vì những cái mặt hàng mà giảm cân trên thị trường đó có rất là nhiều mặt hàng người ta tham người ta bỏ những cái mặt hàng cấm Đúng quý rồi. vị uống vào một tuần hai tuần quý vị cảm thấy là quý vị xuống cân rất nhanh vì sao vì cơ thể của quý vị lúc đó đang bị mất nước trầm trọng và chúng ta không muốn bị mất nước tại vì khi mất nước cơ thể của chúng ta nó sẽ bị khô khan chúng ta sẽ khó chịu và làn da của chúng ta trở nên xấu đi chúng ta không muốn điều đó và có những cái chất cấm nó có thể là làm cho mình bị đột quỵ nữa bị về bệnh tim rồi. Yes. rất là quan trọng mình phải kể và cái đó. thường thường mấy cái loại thực phẩm đó nó có lại có chất caffeine rất là nhiều đúng caffeine rồi, là nó cao. làm cho cái tim mặt cái tim mà heartbeat của mình nó raise nữa thì nó cũng không có tốt quá à, thì cái này là cái amino collagen powder cũng từ nhật bản thì một hộp vậy đó là 80 đồng Ở trong đây là có 30 gói nha quý vị à, thì một cái nữa đó là Jennifer muốn chia sẻ với quý vị là cái nước uống collagen caviar một hộp vậy là có 8 chai à, nếu mà quý vị uống đó là một tuần chỉ 2 đến 3 chai thôi nhưng mà một cái bí mật của Jennifer muốn chia sẻ cho quý vị đó là nếu mà mình đang uống cái collagen caviar hay bất cứ loại nước uống collagen gì khi mà mình kết hợp chung với là những cái gói này đó. À, mình có thể uống bớt lại nữa thì một tường thà quý vị có thể à, phải là uống ba chai quý vị chỉ uống là hai chai hai à, chai thôi Và trong những cái ngày khác đó, thì quý vị cứ tiếp tục uống một đến hai gói này đúng về thưa quý vị và yeah. promotion cũng đang rất là đặc biệt quý vị có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình để nhân viên có thể tư vấn cho quý vị kỹ càng hơn về những cái promotion đặc biệt của chương trình hoặc là quý vị có thể xem lại những cái promotion qua chương uh, qua trang youtube mà uh, chương trình in your skin mà chị Jennifer cũng như là av đã lên đây và chia sẻ những cái bí quyết trong những tập trước hoặc là quý vị có thể truy cập vào Facebook của Forever Be More để xem những promotion cũng như là có thể nói chuyện trực tiếp với lại nhân viên ở trên ngay trên Facebook hoặc là có thể mua hàng tại Forever uh, foreverbe com thì những cái promotion mới nhất sẽ được cập nhật liên tục ở trên Facebook cũng như là trên website để mà cập nhật sớm nhất đó thì quý vị nên xem ừ. chương trình vào mỗi À, ngày từ thứ 2 cho tới thứ 6, à, 4 giờ rưỡi cho tới 5 giờ trên đài uh, SET Channel, đài dạ. SET. Dạ, và nếu mà quý vị điện vào câu số công ty là 888-933-7624 và nói cái chữ SET TV với lại cô nhân viên, quý vị có thể được thêm 15% off Tổng cái order của quý vị ngày trong hôm nay một tiếng đầu trong một tiên. tiếng thôi nha quý vị. đúng vậy, Thôi quý, à, quý vị nếu mà đã um, lâu rồi đã thấy nước uống collagen và chưa có thời gian thử hoặc là quý vị có nhà rồi sắp hết và quý vị muốn thêm 15% off on top of cái chương trình đặc biệt nữa quý vị nên điện vào trong một tiếng đây. Uh, ok, thôi yeah. bây giờ nãy giờ mình quảng cáo hơi nhiều đúng không? <cười> <cười> Thì bây giờ uh, mình nói một chút xíu về cái uh, gọi là cái, cái 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 những cái vitamins mà nó có thể bổ sung đi thì nãy giờ là mình nói về collagen rồi đúng không? Tóm tắt lại cho quý vị, nếu quý vị muốn đẹp da, quý vị uh, hãy uống collagen, royal collagen, quý vị muốn có thể tan nám trị tàn nhang quý vị có thể uống peptide collagen chống lão hóa rất tốt và nếu mà quý vị vừa muốn đẹp và vừa muốn giảm cân mà không muốn quá nhiều collagen quý vị có thể sử dụng amino collagen powder khi mà mua amino collagen powder quý vị sẽ được tặng ngay một lọ beauty dose đây là gọi là thần dược trị nám đó quý vị rất nhiều khán thính giả đã sử dụng và rất yêu thích sản phẩm này và av hy vọng quý vị có thể tự mình Thử cái sản phẩm này tại công ty Forever View More Trước khi quý vị mua cũng được Quý vị có thể cập nhật với các cô nhân viên tại Forever View More qua số điện thoại 18889337624. Dạ. Yeah. Thưa quý vị thì để bây giờ mình nói về mọi cái lứa uh, lứa tuổi đi. Uh, từ hai mươi mấy tới ba mươi mấy là mình nên sử dụng sản phẩm gì, trên đó là sự những sản phẩm gì. Uh, tại vì nếu mà mình uh, 25 tuổi mình cũng không có cần tất cả sản phẩm. Hiện nay uh, hoặc là nếu mà mình lại uh, lướt xe một cô 55 tuổi đi, mình cần những sản phẩm gì khác. Uh, hôm thì hôm nay mình nói về collagen thì mình specific vô cái collagen thôi ha. Yeah. Ví dụ như độ tuổi từ 18 cho tới khoảng 24 tuổi giống em đi okay. Thì mình nên sử dụng collagen thì, nào? Thì lúc đó cái làn da của Avia nó gọi là prime rồi right? Trong đây là nó đang bổ sung collagen rất là nhiều Và cái làn da của mình nó khỏe, nó trẻ trung Everything còn still intact right? so, à, nên tuổi đó thì Avia chỉ cần là cái amino collagen powder thôi Tại vì trong đây nó là 20.000mg chất collagen Ngoài cái đó ra nó có những cái thành phẩm khác để tăng cái năng lượng của em một cách tự nhiên Để ừ. em không có cần uống cà phê quá nhiều 2.000mg trong 2000mg cái powder này oh, yes. oh. Em bảo trời 20.000 là là giống thôi hồi hồi rồi <laughs> 2.000mg Dạ, yes. yes. mm. so, so, tuổi em thì em chỉ uống 1-2 đến gỏi mỗi ngày thôi à, Còn nếu mà giống như tuổi chị đi khoảng 25 tuổi tới 35 tuổi đó Thì bắt đầu là cái làn da của mình nó từ từ nó không có bổ sung collagen nhiều nữa Thì mình nên uống là cái nước uống collagen Thì chị không có cần tới 3 chai Cái lớp tuổi chị chỉ cần 1-2 đến chai một tuần thôi còn nếu mà mình kết hợp chung với lại cái amino collagen powder đó thì một tuần chỉ chỉ cần một chai thôi mấy nhà kia thì chị nên dùng là cái amino collagen powder à, thưa quý vị nếu mà quý vị khoảng 35 tuổi trở lên đó và hồi đó thì quý vị không có săn sóc làn da à, cho à, không có kỹ à, thì mình nên uống nước uống collagen vàng nếu mà mình bị là nám hoặc là cái da mình nó bị xám màu thì mình nên thử cái collagen đỏ à, thì mình nên uống là một tuần 2 đến 3 chai để cho nó bắt đầu tác dụng trong cái làn da của mà mình quý vị có biết gì không chị mm. Jennifer vừa bí mật bật mí cho Ivy biết là collagen đỏ cái hôm mà Christmas và New Year đó quý vị mm. là sold out yeah. sold out có nghĩa là quý vị có thể hiểu được là khán mm. giả quý khách hàng yêu mến cái sản phẩm này như thế nào rồi thật sự phải nói là tiền nào của đó yes. mình uống mình bỏ tiền ra những cái sản phẩm mình uống có kết quả thì chúng ta không có ngại tại vì nó rất là đáng mm. mà thích nhất là tại ở công ty forever viewmore view more đó chúng ta luôn luôn được thử trước những cái sản phẩm mà quý vị cũng như là consider giống như là uống có kết quả hay không xài yeah. được hay không hãy gọi vào số điện thoại cho chúng tôi. Dạ. Yeah. Ở thị trường thì có rất là nhiều loại nước uống collagen. À, nhưng mà Jennifer muốn quý vị đầu tiên là mua về đó mình có thể thử hết cái sample nhưng mình muốn là ok nó có đặc hay không. À, nó có đặc hay không à, Nước uống collagen nó có nhiều cái mình mua về mình thấy nó rất là lỏng Nó giống như nước luôn Tại vì họ pha họ không có pha chất collagen nhiều Họ pha không có kỹ à, Một cái nữa là nó cái mùi vị của nó Nước uống collagen của Forever Be More rất là ngon Nó có là mùi cam Nó vừa đặc, nó vừa nhon, nó dễ uống cho quý vị Hai cái là mùi cam hết đó nói chị Dạ yeah, đúng rồi, à. mình không có cần sợ tanh Tại vì khi mình nhìn thấy collagen mà của cá nữa Tại vì nước uống mình collagen là chiết sức từ cá nó không, yes, cái loại này nó không đúng có tan. Có những loại Jennifer có mua xài qua đó, nó cái mùi Mùi nó, ừ, mình uống ừ, vô ừ, không I có được you talk about. <cười> 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 em biết chị đang nói về cái dạng bảo nào yeah. nhưng mà uh, quý vị nên cứ mua về thử trước uh, jennifer muốn là quý vị so sánh chính mình để cho mình biết cái nào chất lượng nó cao cấp hơn và yeah. uh, hai cái sản phẩm ba cái sản phẩm luôn collagen của công ty forever More là một trăm đến từ nhật bản đúng rồi. cái xứ sở mà chuyên về sức khỏe làm yeah. đẹp là hàn quốc nhưng supplement là phải nói về nhật bản sức khỏe là yes và nó always fresh um, công ty forever billmore là cứ mỗi ba tháng là làm cái đợt nguyên cái đợt mới hết là manufacture fresh cho quý vị luôn thì lúc mà nó tới cảng của uh, bên uh, Forever ừ. Be More đó là nó mới làm trong vòng 2 đến 3 tháng thôi so quý vị không có cần sợ là cái expiration date nó hơn một năm so cứ, quý vị cứ nên nhớ cái như hiện giờ cái đợt mà đang uh, trong kho của công ty Forever Be More uh, nó là hồi tháng 10 này là mới làm nha ừ. quý vị nhưng mà em nghĩ mà không không expire nổi đâu dạ sao xin được bán hết quà mà <laughs> sao so, xoay sau, xoay công được? ty Forever Be More rất là cảm ơn à, những quý khách đã mua collagen của công ty Forever Be More mấy năm nay Jennifer rất là thích khi khách hàng điện vào và nói là cái nước uống collagen thay đổi cái làn da của họ. thật ra khi mà mình bỏ mấy trăm đồng trên cái những sản phẩm như mấy cái bộ kem evi thấy rồi, ừ. họ bán là một mấy trăm đồng hoặc là mấy ngàn đồng, nhưng mà nó chỉ giúp một phần bề ngoài thôi. nhưng mà quý vị nên nhớ rất là mình muốn làm đẹp da và sân sóc sức khỏe của mình, mình cần rất là kỹ những cái thực phẩm mình uh, uống vào để cho nó làm cái mi đẹp da cũng như trong chăm, chăm sóc sức khỏe. Ừ. đúng vậy thưa quý vị. và khi mà uh, mình càng lớn tuổi đó thì cái làn da của mình nó càng lão hóa đi thì trước khi mà mình để cái dấu hiệu nó xảy ra thì mình nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh đúng không quý vị? vì luôn nói câu này cho quý vị là hãy cho uh, bản thân của quý vị cho làn da của quý vị một cơ hội để cho những cái sản phẩm tốt nó có thể giúp cho quý vị cải thiện một cách tốt nhất và hãy để cho Forever Be More có cơ hội được chứng tỏ cái 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 chất lượng đối với bản thân quý vị thì quý vị luôn luôn có thể thử sản phẩm và có thể so sánh và ngoài những cái sản phẩm này ra đó thì còn rất là nhiều sản phẩm khác và quý vị có thể xem qua chương trình in your skin cùng với ev và chị jennifer à, sẽ có những cái câu hỏi sẽ có những ngày ev không nói ngày nào đâu <cười> <cười> nhưng mà sẽ có những ngày mà ev uh, uh, cùng chị jennifer uh, sẽ nhận những cái cuộc gọi trực tiếp từ quý khách đánh giả ở lên đây và sẽ có những cái phần quà gửi đến cho quý vị khán giả chỉ có trong chương trình In Your Skin tại ngay Sate TV mà thôi. Dạ yeah, thưa quý vị, hồi nãy là Jennifer quên nói nên là những cô mà khoảng 55 tuổi trở ừ. lên đi một cái collagen, một cái mà collagen có thể đem tới quý vị đó là tới cái tuổi đó có lúc là mình đau khớp xương thì thường thường mình đau khớp xương hoặc là mình đau nhức tại vì cái chất collagen nó yếu đi trong những cái khớp của mình thì khi mà mình uống collagen vô nó làm giống như là một cái oil nó lướt cái tai của mình để cho nó đỡ đau nhức nữa số có những người lớn tuổi họ rất là thích uống nước collagen tại vì vậy luôn nó giúp là đỡ đau nhức cho quý vị. Thưa quý à, vị, cái collagen nhắc tới cái chuyện đó thì đúng là em phải nói tới là cái chất hyaluronic acid ở trong cái collagen của công ty forever pure more cái đó là cái main thing. Hyaluronic acid là cái main thing để có thể tạo ra được những cái chất dờn cho cái khớp quý vị mùa đông thì chúng ta uh, sẽ rất là đau nhất, đó mà nhất là những ai đã bị đứt dây chằng và đã trải qua những cái tai nạn, những cái phẫu thuật đó thì nó rất là đau nhất. Thì bổ sung đầy đủ collagen cho da và đầy đủ cái hyaluronic acid cho khớp rất là quan trọng thưa quý vị quý vị phải ngăn ngừa để quý vị không muốn đầu gối của mình mà bị đứt dây chằng hai cái dây mà nó đứt đi á thì chúng ta không đi được chúng ta sẽ đau nhất và đặc biệt là người lớn tuổi sẽ rất là dễ bị gãy xương Vì loãng xương thì chúng nên nên bổ sung những cái chất nhờn đó cho khớp cho da thì hyaluronic acid có cái thành phần chính ở trong cái collagen cả cái collagen peptide đỏ và cái royal collagen vàng của công ty Forever Billmore cũng có luôn. À, thưa quý vị, một lần nữa nếu mà quý vị điện vào số 888 933 7624, quý vị có thể à, tư vấn với lại những các à, các cô nhân viên. À, một cái này quý vị nếu muốn thử những cái sản phẩm à, mà quý vị thấy ngày hôm nay, quý vị có thể điện vào và xin sample luôn. Uh, à, Jennifer muốn nhắc lại những cái chương trình đặc biệt cho quý vị là đầu tiên là cái nước uống collagen à, caviar. Nếu mà quý vị mua 3 hộp, quý vị được tặng là một cái thuốc viên nhau thai cù trị giá 80 đồng. Một cái nữa là quý vị được tặng thêm một cái mặt nạ trị giá 30 đồng thì quý vị có thể lựa chọn trong vòng Snack, Arbutin hoặc Saffron thì những loại ba, ba mặt nạ cao cấp đó quý vị có thể à, lựa chọn cho lão quá, cho da mụn, cho da khô à, và đặc biệt nữa, nếu mà quý vị điện trong vòng một tiếng quý vị được đặt tặng thêm một cái Be More Water Bottle trị giá là 18 đồng nha quý vị à, Và trên hết còn 15% yes. off khi mà quý vị mention với cô nhân viên là tôi xem cái này ở trên đài Set Yes, à, còn cái nước uống Collagen Beauty Drink à, loại vàng quý vị nếu mà quý vị mua là 3 hộp quý vị được tặng thêm một cái amino collagen powder chỉ giá là 80 mươi đồng và thêm một cái bình nước nữa là chỉ giá 18 tám đồng cái là 98 mươi tám năm nhau các vị và một lần nữa là thêm 15 phần trăm off tổng cộng cái order của quý vị còn nếu mà quý vị là còn nước trẻ um, uh, muốn xài amino collagen powder thì hiện giờ cái uh, chương trình đặc biệt cho amino collagen powder nếu mà quý vị mua hai hộp amino collagen powder quý vị được tặng một bình nước nhưng mà nếu mà quý vị mua thêm một hộp nữa là tổng cộng là ba hộp quý vị được tặng thêm một bình nước và một cái thuốc viên nhau thai cừu trị giá là 80 đồng vâng thưa quý vị đây là những cái promotion rất là đặc biệt mà nó sẽ không có hoài đâu nha thưa quý vị cảm ơn quý vị đã uh, theo dõi chương trình và mọi chi tiết thì uh, quý vị có thể gọi vào số điện thoại trên màn hình để được nhân viên tư vấn Kỹ càng hơn chương trình cũng đã kết thúc ngày hôm nay rồi in your skin một lần nữa quý vị nên nhớ make yourself more beautiful cho quý vị một cơ hội đẹp hơn mỗi ngày chị jennifer và ev rất vui vì được lên đây để chia sẻ những cái tip cho quý khán giả trong ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai stay beautiful